ở lại được không? Đây tức là ngoài bao nhiêu tuổi khi làm nhạc không phải tính kim lâu tam tai hoa ngốc. Về cơ bản kim lâu tam tai hoa ngốc là cách để người ta kỵ cái tuổi độc thổ chứ không kỵ tuổi làm nhà. Cái làm nhà là làm trên đất chứ không làm trên người. Cho nên người ta cái tuổi độc thổ đấy. Không, để giải thích cho bác hiểu ạ. Người ta làm nhà trên đất chứ không làm nhà trên người. Cho nên người ta cần phải xem là cái đất đấy là hướng gì để quyết định xem năm nay có làm được hay không, chứ không xem là cái người làm nhà tuổi gì. Để thế nhá. Chắc chắn là như thế. Đấy chứ em muốn hỏi tức là dân gian thường ví dụ như năm nay muốn làm nhà thì em hỏi thầy nhá. Nhưng năm nay em muốn làm nhà thì cái tuổi ví dụ là kim lâu chẳng hạn thì người ta không dám làm. Không. Không phải, người ta phải hỏi ngược lại là cái đất đấy của nhà anh đi làm là hướng gì? Này, hướng gì? Nếu đất đấy nó một phạm thì tuổi gì cũng không làm được. Phạm cái hướng phạm ví dụ phạm thái tuế. Ví dụ năm nay là năm Dậu thì thái tuế đến phương Dậu, vậy là cái nhà có hướng tây chính Dậu gọi là phạm vào thái tuế. Năm nay là tam sát, năm nay là năm Tỵ Dậu Sửu tam hợp, vậy ba phương là Dần Mão Thìn là phạm tam sát. Như vậy cái nhà có hướng tọa Dần Mão Thìn, tọa đông hướng tây thì không làm được. Năm nay ví dụ Ngô Hoàng đáo vào phương nam nên cái nhà hướng nam không làm được. Rồi thầy nói hiểu chưa? Hiểu chưa? Nên là cần phải xem là cái nhà hướng nhà hướng gì đã. Cần hướng nhà. Không cần quan tâm đến tuổi. Sau khi hướng nhà đã làm được rồi thì người ta mới chuyển qua bước 2. Hướng nhà có phạm gì thầy vừa nói gì? Người ta thông thường người ta tính theo 4 cái phạm. Một là phạm thái tuế. Phạm thái tuế này. Hai là ngũ hoàng. Ba là tam sát. Bốn là mông kỷ đô thiên sát. Năm là ngũ hoàng này. Ngũ hoàng đại sát này. Rồi đến mậu kỷ đô thiên sát. Mậu kỷ. Khả năng là bác nên lấy cái điện thoại ra bác ghi âm. Tại vì bác hỏi ra nhiều cho nói rất chanh. Rồi sau đó người ta phạm cái nữa là phạm cái người gọi là mộ long biến vận sát. Thì nếu như phạm vào những cái sát này thì người ta đương nhiên những cái sát khác so sát được rồi, bác cứ nên ghi âm vào đó. Cho nên là khi mà phạm vào những cái sát này thì người ta không có làm được. Thì khi không làm được, ví dụ như năm nay hướng nam phạm vào ngũ hoàng đại sát, hướng tây phạm vào cả tam sát, cả long sinh và cả cái thái tuế sát. Vâng, thầy nói thế rồi. Cơ mà biết thử sau đó thì người ta mới, sau khi mà cái hướng nhà đấy mà không phạm sát thì người ta mới xem lúc thứ hai xem là tuổi của ông gia chủ có phù hợp để động thổ hay không. Nếu tuổi của ông gia chủ không phạm vào kim lâu hoang ốc hay tam tai thì tức là phù hợp cho việc động thổ thì ông mới trực tiếp động thổ. Nếu không phù hợp, còn nếu không phù hợp thì nhờ người tuổi khác, trước hết là có cái tuổi phù hợp với cả tuổi trạch chủ, sau đó phù hợp với cả cái trạch đất, thứ ba nữa là phù hợp với cả cái ngày mà định xem á. Ví dụ ngày hôm nay là ngày Tý thì bác lại nhờ cái ông tuổi ngọ động thổ thì làm sao mà nhờ, kể cả ông có tuổi đẹp rời thì mặc kệ ông ấy thì làm sao mà nhờ được. Thì nó là như vậy, thì nó là như vậy, thì nó là như vậy thì mới tính được, chứ còn không là không có tính được. Thế còn thái tuế ngũ hoàng là nó như của ví là năm nào phải rơi vào thái tuế, năm nào là ngũ hoàng, năm nào là đúng rồi một thiên sát đấy, hoặc tuyệt kỷ biến phương thư. Thầy vừa nói đấy xong đúng rồi đấy gì đúng rồi, đọc sách hiệp kỷ biến phương thư xảy ra hiệp kỷ biến phương thư rồi được chưa? Rồi đấy, thứ thứ nhất xong. Bác hỏi câu thứ hai đi ạ. Các tuổi đông tứ trạch tây tứ trạch nếu thuận hướng có cần xem bao nhiêu độ không? Không cần. Thầy. Thông thường thì phong thủy thì đa bộ phái không có tính đông tứ trạch và không có tính tây tứ trạch. Phong thủy không có cái hướng nào tên là hướng tuyệt mạng, không hướng nào hướng ngũ quỷ, không hướng họa ngoại. Nếu phong thủy chính đông thì không có cái khái niệm hướng đấy. Không hay như vậy. Nó chỉ có cái nhà hợp hay không hợp và cái nhà tốt hay không tốt. Như thầy vừa nói phần trên thôi không? Không, vâng. Không phải. Cái nhà nó có tốt hay không tốt, tức là tốt là trước hết, tức là nó nằm đúng vị trí.
Ví dụ như cái nhà này khi đứng ở tọa ở địa chỉ này thì các phương xung quanh nó có các cái ngôi nhà khác hoặc đường đi lối lại hoặc là núi sông khác mà nó phù hợp với cả cái nhà đấy thì gọi là cái nhà tốt. Còn nếu nó không phù hợp, ví dụ như phản cung thủy, đao chạm sát, thiên chạm sát, tất cả những cái sát vào thì gọi là cái nhà đấy không tốt. Thì cái tốt hay không tốt là quan trọng. Sau đó mới xét đến cái hợp hay không hợp. Chứ không có vì rằng là bát trạch minh cảnh phân rằng là người đông tứ mệnh ở nhà đông tứ trạch và người tây tứ mệnh ở nhà tây tứ trạch. Nhưng mà do là đông tứ mệnh và tây tứ trạch đều phát triển, hay là tây tứ mệnh đều phát triển từ cái âm dương mà ra. Nếu nói như vậy thì cái xã hội này sẽ chia thành 50% người giàu và 50% người nghèo vì hợp bốn hướng mà. Nên thành ra là không có tính cái phong thủy theo cái đông tứ mệnh và tây tứ mệnh. Không tính như vậy, tại vì phong thủy đấy là học theo lối của bát trạch minh cảnh. Nếu bác học theo bát trạch mà. Nếu bác bát trạch thì bát cẩm trạch. Bác học bát cẩm trạch hay bát trạch minh cảnh thì bác theo lối phân tích của bát trạch. Vâng, nhưng mà trạch. Nói thế này. Ví dụ bác sinh năm 1976 kim càn. Vâng. Nhất biến càn ra đoài là sinh khí. Còn vâng. Nhị biến càn ra ly là tuyệt mạng. Vâng. Ví dụ bởi vì là cái bát trạch minh cảnh ấy, thì người ta phân nhà lành đông tứ trạch và tây tứ trạch như vậy. Vâng. Cho nên thành ra là phong thủy thì về cơ bản là ở cấp rất cao là người ta không có tính như thế nữa. Và bác học theo lối bát trạch thì bác có thể nghiên cứu. Tại còn tam hợp phái người ta không muốn nói như vậy. Còn khi mà đã xét đến hướng là người ta xét đến độ. Đến độ thì có độ có phải... người ta xét đến độ theo cái nào bản thì đương nhiên là hướng người ta phải xét đến độ. Tại vì câu nói của bác hỏi rằng là thì đông tứ trạch và tây tứ trạch thì có xét đến độ không mà. Thì đương nhiên là phải xét đến độ, bởi vì nó còn sa tác không vong, nó còn chính khí, nó còn kiêm, nó còn rất nhiều cái phần khác nữa. Tại vì là trên cái la bàn thì nó có đến 30, như bình thường những cái la bàn thông thường khoảng 24 hoặc 36 tầng. Thì mỗi một tầng thì nó có một cái ý nghĩa và nó có một cái phân tích riêng. Thì nó vẫn có sa thác không vong khi bị kẹp, bị kiêm hướng, nó vẫn có bị chính khí hoặc bàng khí. Vâng. Hoặc ví dụ như không châu bảo chẳng hạn thì cái này phải tính đến độ. Tính độ cho chuẩn. Tính đến độ. Vâng. Tức là phải tính đến độ chứ không phải tính độ cho chuẩn, là tính đến độ. Vâng. Vâng. Bây giờ hoặc là em hỏi tiếp theo, nếu chọn được tuổi làm nhà thì xem tháng hợp này, tháng xung này, như vậy có phải xem mùa sinh nữa không? Tháng hợp tháng xung thì chắc chắn là phải cần rồi đúng không? Không, khi mà xem cái tuổi làm nhà thì cái quan trọng ở đây là cái nhà. Vâng. Sau đó mới đến cái tuổi gia chủ. Vâng. Nhưng mà nhá, tức là nó phải rõ ràng nhá, mình phải rõ ràng rất là khái niệm từ đấy, cái nhà. Vâng. Như vậy trước hết là cần phải xem cái mùa để xem nó vượng long. Vâng. Ví dụ mùa xuân mộc vượng, mùa thu là kim vượng, mùa đông thì thủy vượng, còn mùa hè thì hỏa vượng. Thì cái long nào mình lập hướng nào thì xem các họ đến cái mùa nào thì long nào vượng. Sau đó người ta chọn được cái tháng mà thái âm thái dương đáo sơn. Đấy, thì là mùa thì không, tại vì bác vẫn chưa hiểu hết ý. Vâng. Là ở đây người ta vẫn đang nói rằng là người ta sang xem cho cái đất. Cái của bác đang nói là đang nói đến cái người. Vâng. Mà cái mà tôi đang nói là đang nói đến cái đất. Vâng. Hai cái chuyện nó khác nhau nhá. Cái mùa ở đây là mùa để cho đất. Ví dụ cái nhà tọa bắc hướng nam thì long tọa của nó là bắc thủy. Vâng. Thì nên khởi công vào mùa thu thì đắt hơn so với những mùa khác. Vâng. Bác hiểu ý không ạ? Hiểu. Thì như vậy thì nó còn cái người trạch chủ thì người ta chỉ là cái người tá túc. Mình làm cái nhà nó là một thực thể độc lập chứ không phải là một cái thực thể gắn liền. Vâng. Cho nên là khi mà với cái thực thể độc lập như vậy nên thành ra là khi mà làm người ta tính cho cái nhà. Vâng. Rồi xem cái người đó có phù hợp cho cái việc tính toán hay không, chứ không phải là cứ xem là cái tuổi xung tôi tuổi tí. Đương nhiên để xem cái ngày trước hết cái căn cứ vào năm này để xem hướng đấy có làm hay không này, tháng này để xem là cái hướng đấy làm vượng hay không này, sau xem đến ngày để cho nó phù hợp với trạch đất, phù hợp với cả con, tức là phù hợp với tháng, cả ngày tháng năm tức là phù hợp với trạch đất, nó phù hợp với trạch đất. Vâng. Nó phù hợp với cả trạch chủ. Vâng. Nó phù hợp với toàn bộ người trong nhà. Vâng. Và phù hợp với cả, và sau đó chọn đến cái giờ để bổ cứu. Vâng. Chọn người động thổ cũng làm như vậy. Vâng. Nói chung là rất nhiều đấy. Bác cứ hỏi đi cũng sao mà. Khi làm nhà động thổ vị trí nào trước, vị trí nào sau, và động thổ là mỗi lần động thổ là mỗi điểm động thổ là mấy mấy cái gì mấy nhát quốc chẳng hạn.
cái việc động thổ thì thông thường người ta sẽ căn cứ vào cái vị trí của thiên quý nhân hoặc nhật nguyệt đào sơn đáo, chứ không phải là động thổ bốn góc rồi động thổ vào trung cung. Vâng. Người ta xem thiên đất quý nhân hay là người ta xem là cái vị trí cát lành trong cái nhà, trong cái tháng đấy động thổ trước, thì là những vị trí nào thì người ta động thổ trước. Khi động thổ thì người ta nên là cuốc đào sâu xuống khoảng 30 phân, bao nhiêu nhát không quan trọng. Miễn là miễn là số nhát lẻ. Rồi. Bao nhiêu nhát không quan trọng, miễn là cái số nhát lẻ. Và thứ hai là nó phải sâu xuống khoảng 30 phân trở lên. Lẻ rồi em có hướng dẫn người ta đào xuống rồi. Nhưng mà sâu xuống khoảng 30 phân để qua tầm đất gian. Có phải cái hướng là cái hướng đẹp không? Mà động thổ trước. Động thổ thì vị trí tốt của nguyệt lệnh, sau đó là của nhật lệnh thì động thổ trước. Thì thông thường là động thổ từ 3 cho đến 4 vị trí xong là người ta có thể cho vào thi công được. 3 đến 4 là được chứ cô không nhất thiết phải 5 vị trí này. 3 là được rồi. Nhiều người ta hỏi, bởi mình có nhiều người ta hỏi cái tính âm dương ngũ hành, người ta tính là sinh lão bệnh tử xong đến năm rồi sinh, mà nhiều người ta tính... Nó không liên quan đến cái sinh lão bệnh tử. À lại không thế. Cho nên nhiều người ta còn hỏi bảo không. Tức là đến đấy. Nó không liên quan tử năm rồi sinh rồi đấy. Nó không liên quan. Vị trí tốt ở như thế. Không thể lấy rô nó cả bác cầm bạc kia được. À thế gì rồi. Cái sinh lão bệnh tử để làm cái việc khác. Thế sinh lão bệnh tử là cầu thang, tức là bậc cầu thang lên thì người ta hay tính sinh lão bệnh tử. Không, cũng không tính cái đấy. À. Cái đấy người ta cũng không tính cái đấy. Bậc cầu thang biết lẻ là được. Cứ lẻ được. Chứ không biết. Là bậc cầu thang làm gì bây giờ? Cái bậc cầu thang, cái nhà được xây ra mục đích lớn nhất để làm cho con người ở trong đấy thoải mái, đúng không ạ? Ví dụ cái nhà cao 3m15, đúng không ạ? Bác làm là 21 bậc thì cổ bậc bác 16 phân, bác đi rất thoải mái. Vâng, 21 bậc đứng thí sinh đấy. Nếu như mà cái nhà của bác cao 40, cao là 3m8, 3m65, mà bác làm cái 21 bậc là chữ sinh, cổ bậc của bác là 19 phân, bác bước vào chùn chân thôi. Bước quá ấy. Nó quá nhịp sinh học. Như vậy là cái chữ sinh này nó thành chữ tử. Bởi vì vợ chồng bước mỏi chân lên thì còn cãi nhau thôi. Trong em cũng đọc rồi, bảo trong hướng dẫn tức là thấp là từ 13 đến 19 phân luôn, đẹp nhất là khoảng 15, 17 phân. Không, cái này là do nhịp sinh học. Chiều cao. Bọn trẻ con thì cổ bậc nó khoảng tầm từ 13 đến 15. Vâng. Nhà ở thì bậc nó từ 15 đến 17. 15, 17 là đẹp nhất trong cái tầm ấy. Còn cái bậc từ 17 đến 10 đến 19 bậc ấy là cái đấy là để bước lên 5 cái bậc của nhà thờ. Nhà thờ. Bước lên đấy là chùn chân. Vâng. Cái 19 chứng phạt chỗ đấy là cái đấy cũng là cái chỗ chúng mình nhảy tưng tưng. Đấy là vâng, em hỏi động thổ như thế, thế còn khi đặt móng chắc cũng đặt theo vị trí đẹp như động thổ đúng không thầy? À, đặt khi đặt đặt gạch đấy để xây nhà đấy. Chỉ cần quan tâm đến vị trí động thổ, còn lại sau này thì sẽ sử dụng đến đến cái việc chấn trạch. Sau đó người ta không quan tâm đến các bởi vì là phần lớn là khách người ta xem cái động thổ rồi đào xong móng rồi đặt không phải nào trước thì người ta cũng đều không quan tâm. Thực ra cái việc đấy không quan trọng, nhưng mà nếu như mà người ta yêu cầu thì mình đặt vào những cái chỗ cát, vẫn đặt chọn chỗ cát, đặt chỗ cát đúng không? Vâng. Thế còn đấy là tiếp, thế còn ví thử là trong năm làm nhà nhưng nhiều người tính theo mùa chẳng hạn, tính theo tháng sinh mà không làm đầu năm được, cuối năm mới làm chưa xong. Đã bảo là thì vẫn phải vào, có vào nhà mới lấy ngày không? Phải đặt bao giờ lấy ngày không? Không. Sợ họ sợ là thường 25 làm nhà 25. Làm nhà hai, người ta kiêng làm nhà 2 năm lý do là do sợ chuyển tiết khí. Vâng. Đấy. Ví dụ năm nay là thái tuế đang ở Dậu, sang năm người ta làm nhà hướng Tuất chẳng hạn. Vâng. Như thế, nhưng sang năm đến năm Tuất người ta làm, người ta kiêng vì tiết khí nó đổi. Nên người ta thông thường người ta thích làm nhà 1 năm. Vâng. Nhưng mà những cái nhà chung cư hay cao tầng hoặc những cái nhà to làm 2-3 năm, vâng, thì có sao đâu. Chung cư thì không thể 1 năm được. Kể cả nhà riêng luôn làm 2 năm, nó làm cái nhà riêng, giả sử như cái nhà trong Sài Gòn mình tư vấn, nó làm cái nhà là 2 năm mới xong được. Cái nhà nó làm có 5 tầng thôi nhưng mà sàn nó gần 200m2. Vâng. Nhân 5 tầng làm như cung điện thì làm sao chả phải 2 năm mới xong. Vâng. Thì như vậy nên thành ra là cái việc làm nhà định nghĩa thế nào gọi là nhập trạch. Nhập trạch tức là vào ở. Vâng, nhập được vào thì là vào ở. Vâng. Nếu không ở thì không gọi là nhập. Đây là việc này là rõ. Để cái thủ tục liên quan làm nhà nó gồm có 5 bước. Cái bước đầu tiên là động thổ. Bước thứ hai là thượng lương.
Thượng Lương thì chính là cái lễ mà người ta gọi là cái bắc nóc đấy, vâng. Nhưng bây giờ gọi là cất nóc á. Sau đó là đến cái lễ gác xào, vâng. Đúng không ạ? Đến cái lễ gác xào thì cái lễ gác xào thông thường người ta làm cái lễ hoàn công, vâng. Hoàn công thì hoàn long, hoàn long thì khao thợ, khao thợ thì hoàn long mạch để chuyển bàn thờ bát nhang. Vấn đó, mình lại quay lại nói là năm cái bước, rằng là đầu tiên là động thổ, vâng. Động thổ xong bắt đầu người ta bắc nóc giống như gọi là thượng lương, vâng. Sau đó người ta gác xào hoàn công và hoàn long, sau đó người ta nhập trạch. Còn cái việc của người ta là người ta muốn, bởi vì người ta không hiểu, và mình có trách nhiệm là giải thích chúng ta hiểu cái việc đó, vâng. Thì mới gọi là thầy, vâng, chứ hỏi, không là mình, vâng, thành người ta. Thế cho nên phải hỏi thầy cụ thể. Không, cứ bác hỏi là đúng, không vì nhất thiết. Bác hỏi là đúng bởi vì là rất nhiều những cái bác cũng như bác, còn nhiều tuổi làm, bác có làm mấy năm, còn nhiều người còn làm nhiều năm hơn, vâng. Người ta cũng hỏi, người ta đều vướng mắc vì người ta bị phải thuận theo gia chủ, vâng. Nhưng mà mình là phải làm được đúng cái pháp của mình, vâng. Bởi vì là khi người ta đã nhập trạch vào rồi là khi người ta có cái lễ gọi là an vị. An vị thì bác thắp hương ít nhất là 100 ngày liên tục. Và trong vòng 30 ngày đầu tiên là bếp phải đỏ lửa để cho ấm ra đạo. Đây để cái bàn thờ vào thắp hương được hôm, vào ngủ vạng ngủ vật, trong hôm sau lại sơn sơn quét quét lại đục bụi mù sang tít. Không có gì, không có giá trị rồi. Không. Nó không có giá trị rồi, như thế lại còn mạo phạm nữa. Lại còn để các cụ vào cái nơi ồn ào nhơ bẩn, nó ít chưa lát nền. Ví dụ có nhà thì lát được cái nền, quét quét được một cái phòng. Vâng, thầy nói thì cũng em không hiểu rồi, cơ mà có điều một số người thì nói tức là năm nay vào thì tức là tâm lý người ta năm nay thì không kim lâu, nhưng để sang năm mới vào sợ cái tuổi kim lâu đấy, tức là ảnh hưởng sang năm là tuổi kim lâu. Không liên quan, cũng không liên quan gì. Không liên quan, việc của mình là giải thích cho họ hiểu. Vâng, đấy em phải hỏi. Còn họ không hiểu thì mình bảo rằng là thế thì tôi thì tư vấn cho anh chị như thế này, nhưng anh chị cứ khăng khăng làm việc này thì đấy là quyền của anh chị. Vâng. À, không, người ta có quyền mà, vâng, người ta có quyền, và nhiệm vụ của mình là người tư vấn là người ta có quyền, người ta làm theo ý của người ta, vâng. Không sao hết cả, vâng. Không sao hết cả, và mình, và lúc đấy mình sẽ có thể là mình có quyền từ chối, mà mình quyền từ chối, người ta không, người ta có quyền lắng nghe không, và không làm theo thì mình có quyền từ chối, không tư vấn. Vâng, đấy là em hỏi tiếp, tức là không được tuổi làm nhà này. Tức là như phần đầu là thầy nói, tức là cái đất, cái thế đất, cái vị trí đất, hướng đất, là, hướng đất làm nhà được rồi, nhưng lại không được cái gia chủ muốn làm nhà, cái tuổi không làm nhà được, mượn tuổi thì nhờ người tuổi khác, nhờ người khác. Khi người ta khấn khai móng, khi đồng thổ khai móng là khi khấn là đều phải có tên cái người đồng thổ giúp, cũng phải khai móng, người ta sẽ nói rằng là hôm nay tôi tên là cần này là người gia chủ, vâng. Tôi tên là cần này, cần kia, cần này, cần kia, vâng. Nhưng mà do là năm nay không có được tuổi nên có mượn cái tuổi này, vâng. Anh này tên là thế này, vâng. Đến để động thổ giúp, vâng. Thì cầu xin phép thần linh và xin phép gia tiên của họ nhà mình gia hộ cho cái người động thổ, vâng. Để cho được bình an và cho cái nhà nó được xây dựng, cho thợ thuyền được an lành, vâng. Thì cách thành như thế, vâng. chứ không phải là tôi bán cái nhà đấy cho ông để sau này tôi đến lúc tôi nhập trạch lại là tôi phải mua lại, không có cái bán chác mua bán gì ở đây cả. Thế thì phải rõ như thế, vâng. Mình không lừa được thế mình, em hiểu rồi, vâng. Mình không lừa được mình là sao lừa được thần linh, vâng. Em mới hỏi thầy tiếp, tức là con chín trạch, trạch phúc này, trạch lộc, trạch bảo, trạch đức, đấy, tức là có kiểu trạch vậy, vâng, kiểu bốn trạch tốt, bốn trạch xấu, ừ. Bại hư khốc quỷ tử, nhưng khi một số cái điều kiện như thầy vừa nói trên và làm nhà được rồi, nhưng lại bước vào trạch bại hư khốc quỷ tử thì có làm nhà hay vẫn cứ tiến hành làm được. Cái mà liên quan đến các cái trạch phúc lộc bại hư tốc quỷ tử thì phải hỏi kỹ xem là cái việc này là tính dựa trên cơ sở nào. Cái này là tính tuổi đấy, vì bại hư tốc quỷ tử không, mình không làm như vậy, mà để xem là cái trạch đấy có làm được hay không thì cần phải xem năm đấy, cái trạch đấy là có vượng năm không. Vâng, cái năm tức là nó rơi với sao gì, với vị trí nhà không, như nào đấy. Không, người ta chỉ tập trung vào, nó rất là rõ ràng như năm cái đầu tiên nói thái tuế, vâng, đấy như thái hoàn, vâng, đúng không ạ, tam, vâng, sát, vâng, mộ kỷ đô thiên sát, vâng, và tập trung vào cái mà người ta gọi là